Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tại tỉnh Cà Mau, một thí sinh ngủ quên trong giờ thi môn tiếng Anh nên đã nhận điểm 0. Đó là em HNT. Tin vui là thí sinh này đã được trao cơ hội nhập học tại trường đại học FPT Cần Thơ. Em T cho hay, em đã làm thủ tục nhập học chương trình dự bị đại học đúng chuyên ngành em yêu thích tại trường đại học FPT Cần Thơ. Tiến sĩ Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hệ thống Giáo dục FPT cũng xác nhận em T đã nhập học tại trường đại học FPT Cần Thơ theo diện sinh viên dự bị. T vẫn sẽ học cùng các sinh viên khác theo đúng chương trình năm thứ nhất. Đến năm sau, em có thể tạm ngưng việc học để tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Nhà trường cũng cam kết nếu T thi đỗ tốt nghiệp thì em được chuyển đổi các tín chỉ đã có trong năm học 2022-2023. Trước đó, lý giải về sự việc ngủ quên trong giờ thi thì T cho biết là sau khi nhận đề thi, em làm nháp vào đề. Hơn 15 phút thì em làm được khoảng hơn 40 câu. Khi giám thị gọi dậy nộp bài thì em mới biết là mình ngủ gục. Và lúc này thì phần trả lời thì không có gì hết. T chính là học sinh giỏi, nằm trong đội tuyển môn vật lý của trường và được nhiều thầy cô đánh giá là thừa khả năng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.